chia sẻ món sườn non chiên xả. Nguyên liệu gồm có sườn non. Sườn này 300 g. Kèm theo nữa là xả khoảng một muỗng canh, tỏi khoảng một muỗng cà phê. Gia vị kèm theo là nước mắm, muối, bột ngọt và đường. Thịt này mình đã sơ chế rửa sạch rồi nha các bạn. Cho vào một xíu nước mắm khoảng chừng một muỗng canh, như theo cho khoảng nửa muỗng cà phê muối, khoảng nửa muỗng bột ngọt, nửa muỗng canh đường. Đường cho ít thôi, cho nhiều quá thì nó màu đen lắm, màu khét lắm. Sau đó cho tỏi vào. Tiếp theo cho xả vào. Trộn đều lên nó cho sườn thấm gia vị. Sườn này sau khi thấm mình ớp khoảng chừng 30 phút là đem chiên được rồi. Nhưng mà nếu ớp càng lâu thì chiên sẽ ngon hơn. Nhưng mà ít nhất là 30 phút là mình đem chiên được rồi. Sườn chiên xả. Sau khi hai gia vị đã trộn đều lên, mình ớp để đó 30 phút sau là mình đem chiên. Khi thịt ướp xong mình bắt đầu chiên. Bắt chảo lên bếp, khi chảo nóng cho dầu vào. Đợi đến khi dầu nóng cho thịt vào chiên. Để lửa nhỏ nhỏ. Để lửa nhỏ nhỏ chiên từ từ cho miếng thịt nó chín lại. Chở khi cái mặt kia đã chín, chở đều ăn chó há miếng thịt có vàng đều. Sườn non chiên xả, món này nhìn món này khi chiên xong nó vàng ôm nhìn hấp dẫn, ăn với cơm là rất là ngon. Chúc các bạn thành công.